Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Amquitas. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Amquitas cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Mekitazin Tá dược vừa đủ một viên Dạng bào chế Viên nén Công dụng Thuốc này chứa Mekitazin thuộc nhóm thuốc kháng histamin dùng. Điều trị triệu chứng những biểu hiện dị ứng như viêm mũi dị ứng, theo mùa hoặc thường xuyên, viêm kết mạc, mày đay, ủ. Phối hợp điều trị các bệnh eczema, hứa. Chống chỉ định. Mẫn cảm với mekitazin hay với bất cứ thành phần tá dược nào của thuốc. Mẫn cảm với nhóm phenothiazin được dùng để điều trị bệnh tâm thần, kích động nặng hay lo lắng. Đang trong giai đoạn cấp tính của bệnh hen. Có bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrin, triệu chứng thường gặp là đau bụng và buồn nôn, các triệu chứng thần kinh như suy nhược, tê liệt, suy nghĩ bất thường, tổn thương da khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nước tiểu sậm màu. Bệnh glaucom. Suy thận. Mất cân bằng điện giải, đặc biệt là hạ kali máu. Có nhịp tim chậm. Đang dùng một số thuốc có thể gây rối loạn nhịp tim. Phụ nữ đang cho con bú. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Uống một viên một lần, hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối hoặc uống hai viên một lần vào buổi tối. Trẻ em. Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, từ 20 đến 30 kg, uống một phần hai viên một lần, hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối hoặc uống một viên một lần vào buổi tối trẻ em từ 10 đến 12 tuổi, từ 30 đến 40 kg, uống 1 phần 2 viên buổi sáng và 1 viên buổi tối hoặc uống 1 viên rưỡi vào buổi tối. Người cao tuổi, trên 65 tuổi, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng. Nên uống thuốc vào buổi tối vì thuốc có thể gây buồn ngủ ở một số cá nhân nhạy cảm, trẻ em, người cao tuổi. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Trước khi dùng thuốc này bạn hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ tình trạng nào dưới đây phụ nữ dự định có thai đang có thai hoặc cho con bú bạn bị bất cứ vấn đề về gan và tim mạch bạn bị hen xuyễn bạn bị động kinh bạn bị phì đại tuyến tiền liệt bạn là người cao tuổi thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc khi dùng mekitajin vì thuốc có thể gây buồn ngủ chóng mặt đau đầu Tác dụng phụ. Buồn ngủ nhẹ đến giấc ngủ sâu, tác dụng này tăng khi dùng chung với các thuốc ức chế thần kinh hoặc thức uống có cồn, chóng mặt, ù tai, mệt mỏi, tổn thương tâm thần vận động. Chán ăn, buồn nôn, ói mửa, đau thượng vị, táo bón hoặc tiêu chảy. Các triệu chứng này giảm khi dùng thuốc trong bữa ăn. Khô miệng, khô đường hô hấp, rối loạn thị giác, tiểu khó hoặc bí tiểu, táo bón. Phù mạch Co phế quản, sốc phản vệ, viêm da, sốt, nhạy cảm với ánh sáng, giảm bạch cầu hạt, thiếu máu tiêu huyết. Dấu hiệu của phản ứng dị ứng như phát ban da, sưng mặt, môi, lưỡi hoặc họng hoặc khó thở, khó nuốt phải thông báo ngay cho bác sĩ để kịp thời xử trí. Tương tác thuốc. Thuốc điều trị nhịp tim. Thuốc chữa ho hoặc thuốc giảm đau có chứa các dẫn chất morphine. Thuốc trầm cảm thuốc điều trị mất khả năng kiểm soát đi tiểu thuốc điều trị parkinson thuốc giãn phế quản thuốc điều trị nghẹt mũi thuốc giãn cơ thuốc chống co thắt thuốc giãn đồng tử thuốc giảm lo âu nhà sản xuất công ty cổ phần dược phẩm agi Farm, việt nam hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Amquitas, đồng thời biết cách sử dụng Amquitas sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham